Dạ, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo ngày hôm nay. Dạ, trước hình của cô chú anh chị bạn đây là những hình ảnh của con đường Mai Xuân Thưởng. Dạ, hướng này của đường Mai Xuân Thưởng lưu thông thẳng thì sẽ đi xuống vực của giao với con đường Phạm Văn Đồng, con đường biển của phía Bắc thành phố Nha Trang ngày nay quý vị. Dạ, con đường Mai Xuân Thưởng này khi xưa là con đường cách mạng. Dọc hai bên đường thì em thấy ở đây có quán phở bò nè, trên đường Mai Xuân Thưởng, rồi có bánh cuốn nóng Hồ Quỳnh, nhà nghỉ nha, rồi có các cái quán cà phê. Đấy, bên kia thì có hot dog. Con đường Mai Xuân Thưởng này là hai bên đường là những hàng cây hoa phượng rất là nhiều rồi, và những hàng cây rất là lớn, ra tán lớn hình như đang chặt bớt này, chặt bớt tán rồi mà em chưa thấy nở hoa. Bia tô rồi nướng ngói nữa chứ. Ồ, vui á, uống bia bằng tô. Và xuống đây thì đa số là những cái quán sinh tố, rồi quán bún ốc chả cá, rồi vỉa hè, rồi các cái món nước. Ở chỗ này là trường trung học cơ sở Mai Xuân Thưởng, chỗ này có vẻ hơi tối. Tâm tiệc cưới Châu Lo, tâm tiệc cưới này rồi em cũng đóng cửa. Bên cạnh trung tâm tiệc cưới thì có cũng có hotel Châu Lo luôn, cảm giác như hotel cũng khá là vắng vẻ. Thì ngày nay là đoàn khách du lịch đa số là ở trong nước rồi, cho nên là họ thích ở những cái khu vực trung tâm của thành phố Nha Trang thôi, bên con đường Trần Phú. Còn khu vực này là khu vực phía Bắc, nó cũng xa thành phố, xa trung tâm, nên là khu vực bên này là ít người khách nội địa ở lắm, mà đa số là lúc trước là khách nước ngoài, Nga, khách Trung Quốc, thì đa số là ở bên phía Bắc này nhiều. Ở chỗ này buổi tối có xiên nướng, đồng giá các bò xào xiên nướng rồi xiên tố. Này có sân bóng đá của Mai Xuân Thưởng, sân cỏ. Chào đồng hành trước hình của cô chú chị vàng, đó là những hình ảnh của con đường Mai Xuân Thưởng giao với con đường Dương Hữu Nguyên và con đường Phạm Văn Đồng. Chỗ này có quán thịt nướng hả? Oh, quán này mới mở sao? Thịt nướng bên cạnh quán cà phê Mê Trang Lưu Nguyên. Này là giáo xứ gần cái giáo xứ Ba Làng đó nè, Ba Làng Đồng Đế. Tăng hôm nay 16 còn do luôn rồi đó, rất đẹp, tăng đẹp nhất là tăng 16, đẹp hơn tăng 15 luôn.
biển con đường Phạm Văn Đồng. Đây là khách sạn Horizon Hotel này, Nha Trang này, còn như đang sửa chữa. Khách sạn vẫn đón khách nhưng mà vẫn đang sửa chữa lại. Tới đoạn này thì có cái Wonderland Hotel này. Tây họ cũng rất là thích ở những cái khách sạn như thế này. Khách sạn này là khách sạn Cotton Blue Hotel này của ba, đẳng cấp 5 sao luôn. Đang có du khách đang nghỉ dưỡng ở đây nè. Taxi và xe ô tô đổ đây đưa đón khách. Đoạn này ngay vị trí này là gần khu vực của con đường, xuống một đoạn nữa là con đường điện biên phủ. Chỗ này có mấy quán cà phê đẹp, cà phê Duyên Hà, cà phê Si. Mấy bên phía bắc này có một quán cà phê cũng rất là hot đó này, rất là đẹp. Nó nằm ngay góc của con đường Điện Biên Phủ và con đường Phạm Văn Đồng này. Để em đi xuống quay cho chú các bạn xem những giờ này nó như thế nào. Busa, hình như là tên của quán là Busa. Giờ này có rất là nhiều người đi dạo dọc vỉa hè cũng như là ngồi hàng quán. Đây vị trí này là ngã ba của con đường Mai, con đường Điện Biên Phủ và con đường Phạm Văn Đồng. Góc này của Điện Biên Phủ và Phạm Văn Đồng là có quán Tràng An này, nằm ở 71 Phạm Văn Đồng, về núi Ninh Bình. Họ quán rất là đông khách ăn hay vậy này. Ngay góc này là chỉ có hai quán nổi bật nhất thôi, quán về núi Ninh Bình Tràng An và quán cà phê The Busa. Có xe máy để rất là nhiều, còn ô tô nữa đổ dọc đây trên mén đường Điện Biên Phủ, rất là đông khách. Ngay góc này là nổi bật nữa, đó là quán cà phê The Busa. Quán này có chơi nhạc rồi nữa rồi. Có thiết kế rất là thoáng, rất là trống trải luôn, hầu như là không có che gì luôn á. Ngồi uống ngoài trời cho nên rất là mát mẻ.
Quán cũng đang mấy bữa nay là cũng đang rất là hot ở khu vực phía Bắc của khu vực Đông Đồng. Ở phía trên kia là ngồi trên tầng sân thượng luôn này. Trong phòng cũng có phòng, cũng ai thích vào trong thì trong ngồi, và đa số là mọi người thích ở phía ngoài thoải mái hơn, ngắm cảnh đường phố nữa. Cái thiết kế cũng cảm giác rất là nổi bật, rất đẹp. Trên sân thượng kia là mát nữa, mát và cao nữa. Ngay góc này là đường Nguyễn Phủ giao với Thành Văn Đồng, ngoài bên kia ăn cũng đông đúc. Bữa nay đi thẳng nữa thì cô chú các bạn sẽ xuống khu dân cư Vĩnh Hòa, cũng như sẽ đi qua con đường đèo Phạm Văn Đồng hướng đi Vĩnh Lương dọc biển. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị Hoàng đã xem video nhé. Rồi, em xin mến chào cô chú anh chị Hoàng.